Xin kính chào quý khách. Welcome aboard. Quý khách không được phép hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trên tất cả các chuyến bay của Vietnam Airlines. Smoking is not allowed on all Vietnam Airlines flights, including the use of electronic cigarettes. Quý khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Please stow your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Hand luggage must not obstruct the aisle or the emergency exits. Đề nghị quý khách tắt điện thoại di động, các loại máy thu, phát sóng và các thiết bị điện tử xách tay hoặc chuyển sang chế độ trên máy bay và yên lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Your mobile phones, receiver, transmitter devices and portable electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until disembarkation. Quý khách không được sạc pin các thiết bị điện tử trong khi máy bay lăn, cất và hạ cánh. You are not allowed to charge up your portable electronic devices during taxi, takeoff or landing. Trước lúc máy bay cất và hạ cánh, quý khách cần dựng thẳng ghế, cài dây an toàn, mở tấm che cửa sổ, gấp bàn ăn, các chân, đóng cất màn hình và các vật dụng cá nhân. For takeoff and landing, please ensure that your seat back is in the upright position. Fasten your seatbelt, open your window shade, your tray tables, footrests, personal monitor and your personal items are stowed. Vì an toàn của chính mình, đề nghị quý khách cài dây an toàn trong suốt chuyến bay. Dây an toàn của quý khách được cài như sau: siết chặt bằng cách kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Tiếp viên chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài cho quý khách trong trường hợp cần thiết. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Your seatbelt is fastened like this. It is tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the buckle. Seatbelt for infants and extensions are available if required. Please ask your cabin crew. Trong trường hợp mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh, quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, choàng dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ. Quý khách đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Oxygen masks in cabin and toilets will drop automatically from the ceiling if they are needed. Please remain in your seat, reach up and firmly pull the mask down to activate the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally while securing the elastic band around your head. Only when your mask is secure should you assist children or fellow passengers. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without cabin attendance requirements or not in case of emergency. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng, dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exits. Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa ở phía sau. In the cabin there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle and 2 at the rear. Mong quý khách bớt chút thời gian để xác định cửa thoát hiểm gần nhất. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. Please take a few moments to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch. Put it over your head and secure the tapes firmly around your waist. Không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the red tag when you are at the exit. It can also be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Special life jacket for small children is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew's requirement. Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bảng hướng dẫn an toàn được cài đặt trong túi ghế.
please take a look at the safety instruction card located in your seat pocket for more details. Chân thành cảm ơn sự chú ý và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Thank you very much for your attention and we wish you a pleasant flight.